Đan Thảo và Thiên An. Vậy hôm nay ai sẽ học để trở thành người cá? Rồi. Xin chào Đan Thảo. Em đã sẵn sàng trở thành người cá chưa? Lại đây trả lời đàng hoàng cho Tư Huynh biết, để Tư Huynh còn biết dạy em trở thành người cá như thế nào nữa. Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi hả? Nhưng mà em muốn trở thành người cá để làm gì? Để tập ước mơ của em. Ước mơ của em là gì? Em mơ trở thành tiên cá. Trở thành tiên cá hả? Tốt lắm. Nhưng mà em biết trở thành tiên cá là có nhiệm vụ gì không? Nhiệm vụ của tiên cá là phải bảo vệ thiên nhiên và động vật. Em nghĩ mình làm được không? Em không. Em chắc chắn sẽ làm được chứ? Được rồi, như vậy tôi sẽ hướng dẫn cho em bơi để trở thành người cá ha. Bạn Đan Thảo biết bơi chưa? Bạn Đan Thảo mới gần biết bơi thôi hả? Nếu mà muốn trở thành người cá là phải biết bơi. Mà bây giờ chưa biết bơi thì bạn Đan Thảo qua đây tôi nói rõ cái vấn đề này. Thứ nhất, muốn mau biết bơi trở thành người cá là Tiun hướng dẫn là bạn Đan Thảo phải nghe lời Tiun nha. Tôi nói sao thì làm đúng như vậy để mình mau biết bơi nha. Để trở thành người cá quốc tế chứng nhận á, là đúng là bạn Đan Thảo chỉ có 6 giờ đồng hồ để được tập luyện từ một người đã biết bơi, đáp ứng được bơi 200m không mệt, nổi trên mặt nước 10 phút, bơi lặn dưới nước được 10m thì được trở thành người cá quốc tế công nhận level 1. Nhưng mà bạn Đan Thảo lại chưa biết bơi nên tôi sẽ hướng dẫn bạn Đan Thảo mất nhiều thời gian hơn, nên bạn Đan Thảo hãy tập trung để cố gắng mà biết bơi trở thành người cá, chịu không? Rồi. Rồi bây giờ Tiêu Ân giới thiệu với bạn Đan Thảo. Đây là chiếc đuôi cá chắc bạn Đan Thảo lấy ra mặc hoài rồi đúng không? Ở nhà mặc nát luôn rồi đúng không? Còn mặc ngủ nữa hả? Rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái bên hồ nhỏ bên đây để mình mặc cái đuôi cá vô. Rồi mình tập ha. Thứ nhất là mình sẽ tập hai bài khởi động dành cho người cá và hai bài khởi động dành để học bơi. Rồi, đi thôi. Rồi, mấy em đang đi tiếp. Nước ít à. Rồi, em biết mặc đuôi cá chưa? Em biết rồi. Rồi, bây giờ em để gỡ cái đuôi cá. Đúng rồi. Rồi gỡ cái bịch ni lông ra, để cái bịch ni lông ở trên bờ. Rồi mặc đuôi cá vô nha. Đây là bạn của em đúng không? Bạn của em, họ trung thừa mà lớn tuổi hơn. Vậy hả? Rồi, bây giờ tôi hỏi mấy em có tin người cá có thật không? Dạ không. Em không tin. Em không tin sao em làm người cá? Em chỉ muốn thử thôi mà mẹ em nói là người cá chỉ có trong truyền thuyết thôi. Rồi, để tôi uôn kể cho các em nghe sự thật về người cá nha. Từ thời xa xưa. Đây, ngồi xuống nghe tôi kể đây. Trong khi em mặc đồ vô, tôi quên kể. Ê, mặc cái này vô trước. Quên. Tôi quên kể nha. Từ thời xa xưa, khi tất cả muôn loài đều từ đại dương tiến hóa lên trên bờ để sống trên đất liền, thì người cá và con người đều sinh ra từ loài cá tiến hóa thành khỉ. Một số thì tiến hóa thành người, còn một số thì trở lại về với nước, tiến hóa thành người cá.
Bởi vậy trở thành người cá là sự tiến hóa. Giống như bây giờ em từ loài người, em muốn trở thành người cá thì em phải tiến hóa. Đó là em phải có đuôi cá. Em phải tập luyện bơi lội thường xuyên để có thể nín thở lâu dưới nước. Rồi để có thể bơi lội như các loài sinh vật đang sống dưới nước, giống như là hải cẩu, cá heo, cá voi. Đó là những loài động vật có vú nhưng mà nó sống dưới nước. Đúng rồi. Rồi ráy cá nữa. Bởi vậy trở thành người cá là sự tiến hóa. Vậy theo các em, người cá có thật không? Đúng rồi. Bây giờ các em tập bơi để được tiến hóa trở thành một người cá thực sự. Đó. Phải có sự hỗ trợ bởi cái đuôi cá này. Mang cái đuôi này vô sẽ giúp em có những cái chuyển động dưới nước giống như là một con cá. Khi hai chân của em khép sát lại và em bơi trong nước, nó được thiết kế giống như một cái đuôi cá nữa nè. Nè, cái này là gọi là cái monofin nè. Hai cái này là nó nằm hai bên. Sửa lại hai bên. Đó, bây giờ hai cái chân của em giống như là một con cá rồi đó. Em mang cái đuôi vô rồi em tập. Rồi, bạn của em là đã biết bơi ếch rồi đúng không? Bơi sải luôn rồi đúng không? Nhưng em vẫn còn là người thường. Và đây, bạn của em bây giờ đã được công nhận là người cá bởi vì có cái đuôi. Rồi. Trời ơi. Em ơi. Kéo cái này. Nhớ nâng cái này lên. Cái này hơi khó. Em làm cho. Em làm nó đùng dư một phút ở đây mà. Rồi. Sao em lại chưa có đuôi? Từ từ đi. Nhiều bạn muốn trở thành người cá quá. Mà sao mấy bữa nay tôi toàn gặp những bạn khó không à? Chưa biết bơi mà đòi làm người cá không à? Ước mơ. Bởi vậy em là người cá cuối cùng mà Tư Uôn huấn luyện. Chứ Tư Uôn không nhận những đệ tử chưa biết bơi mà muốn làm người cá nữa. Mất thời gian quá. Rồi, bây giờ mang cái đuôi cá vô rồi cảm giác như thế nào? Rồi ngồi xuống nước. Ngồi xuống nước. Rồi, nằm xuống nước. Nâng đuôi lên. Thả miệng ra hít hơi vào. Đây tôi dịch phụ cái đuôi. Rồi nâng đuôi lên, thả miệng ra hít hơi vào. Hạ đuôi xuống, thở nhẹ ra bằng mũi. Được không? Em thấy được không? Em thấy lạnh hả? Em phải hít hơi vào thật sâu, nín thở lại. Đếm 1, 2, 3 rồi thở ra bằng mũi. Nhớ nha, người cá là phải biết cách giữ hơi thở. Em đang tập tiến hóa nên em phải tập nín thở. Rồi, bây giờ em nằm xoay người lại cho Tuyên kiểm tra khả năng thở nước của em trước. Đeo mắt kính vào. Đeo mắt kính vào. Úp mặt xuống nước. Thì nín thở lâu với bạn của em. Trước tiên thi nín thở lâu là phải thở nước trước. Rồi ngẩng mặt lên. Hít hơi vô bằng miệng, thở hơi ra bằng mũi dưới nước. Đó, hai bạn cùng tập. Thở ra bằng mũi dưới nước. Thở ra bằng mũi dưới nước. Cái con cá này, con cá chùi kiến hả? Nãy nhớ tôi nói không? Nghe tôi Uôn nói làm theo. Như tôi Uôn chỉ. Hít hơi vô bằng miệng. Thở ra bằng mũi dưới nước. Em tập với người cá. Thở ra bằng mũi dưới nước. Rồi ngẩng mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vô bằng miệng, hít mặt xuống, thở ra bằng mũi dưới nước. Tiếp tục. Giỏi. Làm 10 lần xong rồi, hai em sẽ thi nín thở lâu dưới nước. Làm 3-4 lần rồi, làm thêm 7 lần nữa. Biết huấn luyện xong hai đứa đệ tử này có giúp mình bảo vệ thiên nhiên động vật không nữa hay là mất thời gian nữa đây. Không biết có chọn nhầm đệ tử không nữa.
Sao nhìn mặt hai em này anh thấy hai em giống thích ăn thịt gà quá. Có chứ em thích ăn gì? Gà. Em thích ăn trái cây à, em ghét ăn gà. Không. Hèn chi, em này thích ăn gà đúng không? Còn em nè. Em thích ăn pizza. Em thích ăn pizza hay không? Mặt em tròn tròn như cái bánh pizza. Rồi bây giờ quay mặt lại nín thở dưới nước nè. Tiêu Quân Đế 1, 2, 3 úp mặt xuống nước nha. Coi ai thi nín thở lâu nha. Cố gắng. 1, 2, 3 bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bạn người cá chỉ thính thở được có 17 giây. Trời ơi hết hơi. Bạn này nín thở lâu hơn. Rồi bây giờ em phải cố gắng tập thở nước 10 lần tiếp. Rồi tôi sẽ hướng dẫn em bài tập tiếp theo nha. Thở nước, hít hơi vô bằng miệng, thở hơi ra bằng mũi trong nước. Bắt đầu. 1, 2, 3. Có lúc mà bơi gì mà giữ thứ giờ thôi. Khi làm người thường em là người thích ăn thịt gà đúng không? Nhưng mà khi thành người cá là em thích ăn nấm đùi gà cho Tuy Hun nha. Nấm, biết nấm đùi gà không? Nấm đùi gà là gì? Nấm đùi gà là nấm đùi gà ngon lắm, giống như thịt gà vậy. Bởi vì người ta nói đặt tên là nấm đùi gà. Rồi 10 lần chưa? Rồi đi theo Tuy Hun qua đây. Hai em đi qua đây. Ngồi xuống đây. Em cũng tập đến em muốn lên làm người cá nữa. Ngồi để chân, ngồi lên đây. Ngồi đặt chân xuống đây. Xích ra. Đâu thấy sâu gì đâu. Em ngồi xích ra đây cho Tuy Hun. Rồi. Nhớ rõ Tuy Hun nói nha. Tuy Hun chỉ có 6 tiếng đồng hồ để luyện em theo đúng bài bản của chương trình Người Cá Quốc Tế. Còn thời gian còn lại là em đi theo Tuy Hun đến mấy cái hồ bơi. Nếu mà rảnh á thì tôi dạy bơi đâu em đến em tập trung với các bạn ở đó nha. Còn 6 tiếng đồng hồ là em sẽ được tập chuẩn theo chương trình của Người Cá Quốc Tế. Rồi bắt đầu nâng chân lên, hít hơi vào bằng miệng, hạ chân xuống, thở hơi ra bằng mũi, tạo ra được hai lốc xoáy trong nước như vậy. Nâng nhẹ chân lên, hít hơi vào miệng, hạ chân xuống, thở ra bằng mũi, không có co đầu gối, nâng chân lên nhẹ nhàng thôi, cảm nhận nước, hít hơi vô bằng miệng rồi hạ chân xuống, thở ra bằng mũi, chân xuống thở ra bằng mũi. Cảm nhận nước sao được thế luôn. Rồi được chưa? Người cá thích ăn trái cây. Được chưa? Người cá thích ăn trái cây. Em thích đi cứu động vật không? Em đã từng cứu được con vật gì chưa? Đem nó đi thả con rùa về biển. Đem thả rùa về biển. Giỏi quá vậy. Ok. Vậy mới trở thành đệ tử của Tuy Hun chứ. Em mới em muốn con rùa đẻ trứng ôm nó về biển. Bởi vậy, chính vì lòng tốt bụng của em yêu thương động vật, em mới có duyên gặp Tuy Hun, trở thành đệ tử của Tuy Hun. Đó. Bây giờ nên Tuy Hun phải dạy cho em từ một người chưa biết bơi trở thành người cá. Thấy Tuy Hun cực không? Nhờ con rùa biển nó giúp em gặp được Tuy Hun đó. Bởi vì trở thành tiên cá, em sẽ có thể sử dụng ý nghĩ của mình để liên kết được với tất cả loài vật trên thế gian này. Bắt đầu. Nhưng mà mới tập làm tiên cá cũng có thể liên hệ được chứ hả? Không. Mới tập thành tiên cá chưa thể được. Em chỉ mới tập trở thành người cá thôi. Trở thành tiên cá, tự nhiên em sẽ không thể ăn thịt động vật được nữa. Em có thể ngủ rất ít nhưng mà vẫn khỏe mạnh. Có thể đạp xe đạp hàng trăm cây số mà vẫn không sao cả. Rồi 1, 2, 3 bắt đầu tiếp. Nâng đuôi lên, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Còn em có mắt kính bơi không? Dạ không, em cho bạn em mượn rồi. Rồi em bắt đầu xoay người lại. Chết tôi rồi, cái bạn người cá này. Nằm xích ra, nằm xích ra đây, tập cho nó dễ. Cái bài tập khởi động hồi nãy á, là em khởi động hơi thở của em với cái đuôi cá, tập cho
nó quen cái hơi thở với cái đuôi. Nè, bây giờ nè, em nâng đuôi lên hít hơi vào nè. Đuôi em nổi ngang mặt nước nè. Rồi em lắc nhẹ đuôi xuống cho Tuyên. Khép sát hai chân lại, lắc nhẹ cái đuôi xuống vậy nè. Nâng cái eo lên. Xin chào, lắc nhẹ đuôi xuống. Không có lắc cái đuôi ngang qua, lắc nhẹ cái đuôi xuống. Thở ra bằng mũi nha. Nâng đuôi lên hít hơi vô bằng miệng, hạ nhẹ đuôi xuống, thở ra bằng mũi nha. Rồi nâng đuôi lên lại, hít hơi vô bằng miệng, hạ nhẹ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Xong chưa? Đó. Làm tiếp đi, làm tiếp. Nâng đuôi lên, hít hơi vô bằng miệng. Rồi, lắc nhẹ đuôi xuống. Lấy hai cái bàn chân nè, ấn nhẹ xuống như vậy thôi nha. Rồi, hít hơi vô bằng miệng rồi úp mặt xuống nước. Úp mặt xuống nước, lắc nhẹ đuôi. Rồi đếm 1 2 3 thở ra bằng mũi. Thở hơi ra bằng mũi. Hít hơi vô bằng miệng, úp mặt xuống nước. Đúng rồi. Rồi ngẩng mặt lên lại. Ngẩng mặt lên lại, hít hơi vô bằng miệng. Úp mặt xuống nước, lắc nhẹ đuôi. Rồi thở ra bằng mũi. Thôi cũng được, lắc nhẹ đuôi. Nhưng mà đúng hơn là em phải đếm 1 2 3 cho Tiun nha. Em làm miệng rồi sao rồi em đếm được. Không có lạnh đâu. Lạnh chỉ là cảm giác thôi. Bây giờ em đang tập trở thành người cá mà. Em phải tập quên đi cái lạnh đó đi. Chú tâm vô hơi thở của mình với động tác của mình nha. Hít hơi vô bằng miệng, ấp mặt xuống nước, nín thở, lắc nhẹ đuôi. Rồi thở ra bằng mũi dưới nước. Hay à. Còn em làm được giống bạn không? Lắc nhẹ chân đi. Vô tập chung với bạn luôn coi, anh coi em tập được không? Quá không, em đâu có cái đuôi. Rồi, hai bạn tập cùng nhau nhanh nha. Cái đuôi đó. Nâng đuôi lên, hít hơi vô bằng miệng, hạ đuôi xuống. Lắc nhẹ đuôi, thở ra bằng mũi. Cái đuôi lúc nào cũng nằm ngang mặt nước, chỉ lắc nhẹ đuôi thôi, thở ra bằng mũi. Tưởng tượng coi bạn có cái đuôi đó. Ủa mà làm cái gì? Thả miệng ra, hít hơi vô bằng miệng, úp mặt xuống nước, nổi cái đuôi lên ngang mặt nước cho Tiun. Đếm 1, 2, 3, lắc cái đuôi một cái. Rồi thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Làm tiếp như vậy 10 lần. 1, 2, 3. Đây da. Bạn người cá Thảo, bơi ra đây nè. Hai cái tay dịnh vô cái thành hồ này, để cái đuôi ở ngoài nước. Lắc nhẹ đuôi thôi. Nâng cái eo lên nha. Rồi xích ra lại, xích ra lại. Trời ơi. Xích ra, lùi xích ra. Sao mà giữ được. Rồi, đó, nâng đuôi lên rồi đó. Hít hơi vô bằng miệng. Úp mặt xuống, duỗi thẳng người ra. Rồi lắc nhẹ đuôi một cái. Nâng mông lên, nâng eo lên. Đó, nhẹ nhàng vậy thôi. Em không có co đầu gối. Em chỉ nâng nhẹ cái mông em lên thôi. Đúng rồi, rồi úp mặt. Rồi thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên. Hít hơi vô miệng, úp mặt xuống. Lắc nhẹ đuôi. Nổi người lên, lắc nhẹ đuôi. Rồi lắc nhẹ đuôi cho tôi coi coi. Hít hơi vô bằng miệng, úp mặt xuống, nín thở. Lắc nhẹ đuôi một cái, nâng eo lên nè. Rồi ngẩng mặt lên, hạ miệng ra, hít hơi vô lại. Thả miệng ra, hít hơi vào. Nâng eo lên, thở ra bằng mũi, duỗi thẳng rồi ra. Thở ra bằng mũi, co chân lại, hạ miệng ra, hít hơi vào. Rồi nâng eo lên, duỗi thẳng rồi ra, thở ra bằng mũi. Rồi làm lại 10 lần cho Tiun. Co lại, hạ miệng ra, hít hơi vào. Co gói lại, hạ miệng ra, hít vào. Rồi nâng eo lên, duỗi thẳng người ra, thở ra bằng mũi. Đúng rồi, nâng eo lên. Đúng rồi. Co lại, hạ miệng ra, hít hơi vào. Co lại, khép nhẹ gói lại. Rồi nâng eo lên nè. Nâng eo lên. Rồi, nhớ chưa?
Rồi, gió lạnh rồi, ngồi xuống đi rồi tập tiếp. Nhớ nâng eo lên nha. Ấm quá đúng không? Đó chỉ là cảm giác thôi à. Cảm giác lạnh hay nóng hay ấm gì nó chỉ là cảm giác thôi. Nếu em không còn cảm giác đó, em sẽ trở thành tiên cá. Bây giờ em sợ em không biết nổi đúng không? Em ra đây tuôn dạ cho em nổi, để tuôn truyền một ít năng lượng của tiên cá cho em, để em mau biết bơi. Rồi, hít hơi vào thật sâu, nín thở lại, úp mặt xuống nước, quay người lại, xoay người lại, rồi thở ra bằng mũi lại đi. Rồi tuôn dịnh vô em, tuôn dịnh vô nè. Rồi hai cái tay em dịnh vô cái thành hồ gắn như này, hai cái tay bám vô đây nè. Trời ơi, sao cái nách của em kẹp vô ngón tay của Tuôn, sao Tuôn cử động? Người cá này lấy cái nách nó kẹp vô ngón tay người ta. Rồi cái tay, để cái tay lên, để cái tay lên đây nè, nằm thấp xuống nè, nằm thấp xuống nước, bình tĩnh lại. Chút rồi đó, em làm khó hơn á đó. Đó rồi, ngẩng mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên, rồi lắc nhẹ đuôi một cái, nâng cái eo lên, rồi thở ra bằng mũi, hít hơi vào, rồi nổi đuôi lên, rồi lắc nhẹ, lắc eo một cái, lắc nhẹ đuôi một cái, rồi thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào tiếp nha. 1 2 3 làm. À, mình ra hít vào, úp mặt xuống, không có lo, Tuôn sẽ hướng dẫn cho em mà, không có bị gì đâu. Ủa mà tại sao tiên cá hay là người cá đều dần dần không ăn thịt được? Hả? Tại sao tiên cá và người cá không ăn thịt được? Người cá ăn thịt được chứ, nhưng mà thịt đã được làm sẵn, chứ người cá không được tự tay giết thịt động vật. Bởi vì nếu người cá tự cố ý giết thịt động vật là sẽ đã làm sai nguyên tắc yêu quý thiên nhiên và bảo vệ động vật. Người cá màu mà làm như thế thì người cá ấy sẽ không thể bơi giỏi được. Quá đúng chút xíu rồi đó Tiêu. Ủa mà ra Tiêu nó lạ. Rồi lẹ lên. Là nếu mà trở thành tiên cá thì dần dần sẽ không ăn thịt được. Đúng rồi. Hít hơi vào, nổi người lên, duỗi thẳng chân ra nha. Rồi lắc nhẹ đuôi, nâng cái eo lên, lắc nhẹ đuôi một cái. Thở ra bằng mũi, thở ra bằng mũi, thở ra bằng mũi trong nước. Rồi ngẩng mặt lên, hạ miệng ra, hít hơi vào. Tiếp theo, quay mặt lại ngồi ghế. Thầy già, chưa biết bơi mà trở thành người cá hả? Thiệt là hại não tiên cá Tiêu quá mà. Em phải là đệ tử cuối cùng của Tiêu. À xin chào bạn Jason, thêm mấy bạn này nữa hả? Quá vui. Trời đất ơi, mấy bạn đã biết Tiêu đến đây bơi. Mấy bạn đang trên đường đến. Tiên cá đi đâu cũng có các đệ tử người cá theo cùng. Rồi. Jason ra đây. Em biết bơi chưa Jason? Rồi biết chút chút, anh cũng mừng lắm á Jason ơi. Rồi. Khởi động người cá, đưa thẳng hai tay lên trời, khép sát hai chân lại, co gói lại. Hả miệng ra, hít hơi vào. Hả miệng ra, hít hơi vào, co gói lại xíu. Rồi hả miệng ra, hít hơi vào. Rồi nâng mông lên, duỗi thẳng người lên phía trước, thở ra bằng mũi. Rồi làm như vậy 10 lần nha. Tập uốn éo như vậy như người cá nha. Rồi xuống nước nha. Rồi còn cái bạn này, cái bạn người cá ăn rau củ quả gì đây? Mua vé đó chị. Xin chào Ben.
giới thiệu với Ben, hai bạn người cá đệ tử mới của Tiun. Ben là đại đệ tử của Tiun, người được Tiun hướng dẫn bơi ếch đầu tiên ở Việt Nam, nhưng mà Ben quá kém nha Ben. Bữa nay là Ben phải giỏi nha. Thầy có nghĩ thầy 2 năm không học thầy đâu mà. Ừ. Sau 2 năm rồi. Dạ vé rồi. Đang chị ra đang mua. Ê, Ben là nòng nọc xém rụng đuôi đúng không? Dạ. Nòng nọc bự thịt bự, rụng đuôi chút xong rồi còn đuôi yếu. Rồi bữa nay là rụng đuôi luôn giùm Tiun nha. Dạ. Rồi ok. Thổi không con ơi, mềm hết rồi. Tự thổi đi. Để mềm. Để tự mềm cho nó khó. Hít hơi vô thật sâu rồi thổi lên. Ừ, để mềm cho nó khó. Để mềm vậy luôn nha thầy. Ờ, ok. Rồi nồng nọc xém rụng đuôi ra, rụng đuôi lẹ luôn nha. Ủa, mở đây phải thở, thật ra. Rồi, em biến hình thành người cá đi, Jason. Dạ. Rồi. Dạ, sợ quá. Đụng trúng cái gì? Đụng trúng cát ở dưới nước. Hồ bơi này là hồ bơi cát người cá nè. Ủa tại sao con trai cũng thành người cá luôn mà. Con gái trở thành mỹ nhân ngư, con trai trở thành mỹ nam ngư là đẹp trai, người cá đẹp trai, người cá đẹp gái. Đẹp trai và đẹp gái đối với người cá là phải có tài năng nữa mới được gọi là mỹ nam hoặc là mỹ nhân nha, là phải có khả năng gì đó. Giống như bạn này mà trở thành người cá sẽ là thành mỹ nam ngư, bởi vì bạn ấy là diễn viên. Ôi trời, đúng rồi đó, nên bạn ấy mà trở thành người cá sẽ không gọi là người cá nam mà gọi là mỹ nam ngư. Ai có tài năng thì sẽ được gọi như vậy. Rồi đem phao vô rồi bơi nha Ben. Rồi em bắt đầu tuôn kèm cho em bơi. Ben ra đem cái tay vô kìa. Ủa cái tay không nổi tiếng cũng được rồi làm. Có tài mà phải có sắc nữa mới gọi là mỹ. Là cái chữ đó là chữ để khen một người nào đó nó đẹp, mà đẹp từ tố chất, phẩm chất tới hình thức bên ngoài cũng phải đẹp nữa. Nó đẹp toàn diện gọi là mỹ. Rồi bắt chưa? Ok. Mời Ben. Hoàng tử nồng nọc ra. Đúng rồi, nồng nọc xém rụng đuôi mà. Nâng đuôi lên, hít hơi vào. Hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi, tạo ra hai lốc xoáy trong nước. Rồi lại, nâng đuôi lên, hít hơi vào. Hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi, tạo hai lốc xoáy trong nước. Nhớ nha. Nâng đuôi lên. Nâng đuôi lên, hít hơi vào. Hạ chân xuống, thở ra bằng mũi. Có gió lạnh lắm hả cô bé? Rồi. Em xuống nước, thở nước. Em là đặc biệt quá rồi. Quay mặt lại, thở nước. Đứng đây thở nước 100 lần. Hít hơi vô bằng miệng, thở ra bằng mũi trong nước. Cố gắng thở làm sao mà quỳ xuống nước luôn, nổi lên càng tốt. Còn Ben được chưa? Tốt chưa? Chân, thở ra. Hít hơi vào rồi chân thở ra, kéo tay. Rồi nâng chân lên. Hít hơi vào, hạ chân xuống, thở ra bằng mũi, tạo ra hai lốc xoáy. Được rồi, đúng không? Người cá thảo giỏi lắm. Rồi nằm như vậy lắc đuôi thở nước cho tôi. Hả? Đi ra hít hơi vào, lắc nhẹ đuôi thở ra bằng mũi. Em cũng vậy nữa, xoay người lại. Đeo mắt kính vào. Rồi. Thả miệng ra hít hơi vào. Úp mặt xuống nước. Rồi nổi đuôi lên. Nổi đuôi lên, nín thở nổi đuôi lên cho Tiun nha. Nè, mấy người cá nín thở phải nổi đuôi lên nè. Nín thở là phải nổi đuôi lên. Rồi, lắc đuôi một cái. Thở ra bằng mũi. Ngẩng mặt lên, hả miệng ra hít hơi vào. Tiếp. Lắc đuôi nhẹ một cái.
lắc đuôi một cái, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Đúng rồi. Giỏi. Bài tập chân của người cá coi như đã xong. Bây giờ tới bài tập tay nha mấy em. Mấy em ngồi xích ra. Em thở gì? Em thở lạnh quá vậy hả? Nhưng mà môi em không có bị tím nên không sao hết. Bên mà không? Tốt. Bên tốt. Lên cấp độ ớt chưa thầy? Ngày mai tôi cho Ben thi với mấy bạn rồi để test lên cấp độ ớt luôn. Nhớ làm chậm. Bên căn hộ Green Resident ha. Ngày mai con nghỉ. Mai không có đi được hả? Vậy thôi bữa nay tập hít hơi vào, nổi người lên cái đã nín thở. Xong rồi thầy nổi. Test con luôn đi. Test luôn hả? Vậy làm chậm lại nha. Hít hơi vào, nổi người lên cái đã, khép sát hai tay hai chân lại, nổi người lên cái đã. Rồi, nâng tay lên, hít hơi vào, úp mặt xuống, đếm 1, 2, 3, thở ra, kéo tay, ngẩng mặt lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống, đúng rồi, ngồi xích ra mấy em, tập tay cho đúng. Vậy ngồi cao lên chút nữa. Đúng rồi, người cá 7 tuổi này mạnh mẽ quá mà. Úp mặt xuống, 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Kéo tay, ngẩng mặt lên, hạ miệng ra, hít hơi vào. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên. Em chưa biết kéo tay luôn hả?